Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 1 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, lũ lụt ở Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc vẫn chưa giảm và lượng mưa lớn đã tràn vào phía Nam. Theo China Weather Network, tâm mưa trên cả nước đã dịch chuyển về phía Nam. Theo các báo cáo, kể từ ngày 30 tháng 8, lượng mưa ở phía Bắc suy yếu dần. Một số khu vực như Nam Trung Quốc tiếp tục có mưa lớn. Quảng Tây, Vân Nam và những nơi khác sẽ trở thành khu vực cốt lõi của lượng mưa. Về nhiệt độ, biên độ nhiệt độ ở Trung Bộ và miền Đông sẽ thu hẹp dần theo chiều từ Bắc vào Nam trong 3 ngày tới. Tuy nhiên, độ ẩm không khí ở nhiều nơi như Giang Nam, Nam Trung Quốc tương đối cao. Cảm giác ngột ngạt tiếp tục ập đến. Từ đêm hôm thứ Bảy đến Chủ nhật có mưa vừa đến mưa to cục bộ ở các khu vực Hà Nam, Sơn Đông, Bắc An Huy, Giang Tô và các nơi khác. Một số khu vực nêu trên kèm theo mưa lớn ngắn ngày, dông bão, gió mạnh hoặc mưa đá và thời tiết đối lưu mạnh khác. Từ đêm ngày thứ Bảy đến thứ Ba tới, có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ ở một số khu vực Nam và Tây Quảng Tây, Tây Nam Quảng Đông, Vân Nam. Từ đêm ngày thứ Bảy đến Chủ nhật, có mưa vừa đến mưa to và mưa to cục bộ ở một số khu vực phía Đông Thanh Hải, Nam Cam Túc và Nam Thiểm Tây. Bị ảnh hưởng bởi hơi nước còn sót lại của bão số 3 di chuyển về phía Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác đã hứng chịu lượng mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp kể từ ngày thứ Bảy tuần trước đó. Đặc biệt, Hà Bắc trở thành khu vực hứng chịu nặng nề nhất đợt xả lũ của Bắc Kinh, với thiệt hại nặng nề về tài sản và thương vong. Trong số đó, Trắc Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hôm thứ Tư, lũ lụt ở Trắc Châu tiếp tục dâng cao. Lực lượng cứu hộ cho biết độ sâu tối đa là 12 mét. Tối hôm đó, Lina, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên nước tỉnh Hà Bắc cho biết mưa đã kết thúc nhưng sẽ mất khoảng một tháng để nước trong khu vực chứa và giữ lũ rút đi. Và vẫn còn 300 triệu đến 400 triệu mét khối nước đi qua. Trong khi lũ lụt do mưa lớn ở miền Bắc Trung Quốc chưa lắng xuống, hoàn lưu bão số 3 lại đổ bộ vào vùng Đông Bắc Trung Quốc. Kể từ hôm thứ Tư, nhiều nơi ở Hắc Long Giang đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Một số ngôi nhà ở Mẫu Đơn Giang, Thượng Hải và những nơi khác bị lũ cuốn trôi, liên lạc bị cắt đứt. Hôm Chủ nhật, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm thông báo rằng đợt mưa hiện tại đã kết thúc. Tính đến tối ngày thứ Bảy, 6 người đã thiệt mạng và nhiều người, bao gồm cả phó thị trưởng, đã mất liên lạc. Mưa xối xả tiếp tục ở khu vực trung tâm Trung Quốc đại lục, lũ lụt thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi, mực nước ở nhiều khu vực đã phá kỷ lục lịch sử. Mực nước sông Chu, một nhánh chính của sông Dương Tử, đang đạt mức cao nhất trong lịch sử. Vào rạng sáng ngày 30 tháng 8, chính quyền tỉnh An Huy của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho nổ một con đập để xả lũ. Lũ lụt tràn vào các khu vực chứa và giam giữ lũ lụt như Hoàng Cao Nhĩ Húc và Hoàng Cao Tam Tự và vùng đất xanh tươi ngay lập tức trở thành một đại dương bao la nước. Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng, do lượng mưa liên tục, sông Hoài Hà đã trải qua lũ lụt đáng kể trong 2 ngày qua. Trạm Thủy văn Vương Gia Bá trên thượng nguồn đã đạt mức nước cảnh báo vào tối ngày 31 tháng 8 và trận lũ số 1 của năm nay xảy ra trên sông Hoài Hà. Vào sáng sớm ngày 1 tháng 9, trạm Thủy văn Vương Gia Bá cao hơn mức báo động 0,31m. Theo báo cáo của Nhật báo An Huy, vào ngày 1 tháng 9, toàn bộ dòng chính của sông Dương Tử đã vượt qua mức báo động. Lũ lụt xảy ra ở lưu vực sông Hoài Hà và việc thoát nước của lưu vực hồ Triều Hồ không suôn sẻ. Tân Hoa Xã đưa tin, mực nước sông Chu, phụ lưu cấp 1 của sông Dương Tử đã thay đổi từ mức tăng chậm sang tăng nhanh do mưa lớn liên tục và dòng nước thượng nguồn đổ về, và tình hình kiểm soát lũ lụt đã có vẻ tồi tệ hơn. Mực nước tại cống Trương Hà Khẩu đạt 14,33m vào lúc 1 giờ sáng ngày 1 tháng 9, vượt quá mực nước đảm bảo 0,83m và tiến gần đến mực nước cao nhất lịch sử là 14,39m. Lúc 3 giờ sáng ngày 1 tháng 9, sông Chu Hê ở An Huy tiến hành nổ mìn xả lũ, kè Chu Hê bị vỡ hai khe. Đây là hai khu chứa lũ được mở ở An Huy sau khi khu chứa lũ Đông Đại Tự được mở vào ngày 31 tháng 8. Hoàng Cao Nhĩ Húc và Hoàng Cao Tam Tự nằm ở ngã ba dòng chính của sông Chu Hê và sông Tương Hà, thị trấn Ngô Cương, huyện Quan Giao, thành phố Chu Châu, tỉnh An Huy. Có 24 bãi lấn biển phân bố dọc hai bên bờ sông Chu, dân số khoảng 87.000 người, trong đó có 5 bãi lấn biển lớn với diện tích trên 10.000 km. Giới chức địa phương cho biết người dân trong khu vực lũ lụt đã được chuyển đi. Tổng diện tích chứa lũ của Hoàng Cao Nhĩ Húc và Hoàng Cao Tam Tự vượt quá 10 km vuông, với tổng dung tích chứa lũ thiết kế là 60,71 triệu mét khối.
Vào chiều ngày 31 tháng 8, cả ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt và ứng phó khẩn cấp với phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán ở tỉnh An Huy đã được nâng cấp lên cấp độ 1. Từ 2 ngày qua, nhiều nơi ở tỉnh An Huy liên tục có mưa lớn, tình hình chống lũ càng thêm gay gắt. Lũ lụt xảy ra ở lưu vực sông Hoài Hà, hệ thống thoát nước kém và ngập úng nghiêm trọng ở lưu vực Hồ Sào Hồ, toàn bộ dòng chính sông Dương Tử vượt mức báo động. Tỉnh An Huy xuất hiện 2 trận mưa lớn vào khoảng ngày 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9. Theo thông tin đo từ xa về chế độ nước, tính đến 18 giờ ngày 31 tháng 8, mực nước tại khu chứa lũ Vương Gia Bá trên sông Hoài Hà là 28,08m, cao hơn mức cảnh báo 0,58m và vẫn đang tiếp tục tăng. Mưa lớn khiến mực nước sông Hồ ở lưu vực Sào Hồ dâng cao trên diện rộng. Từ tối ngày 30 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, mưa lớn liên tục xảy ra ở Hợp Phì, Lục An và các nơi khác. Cảnh báo mưa bão màu đỏ được ban hành ở hai nơi. Trong số đó, lượng mưa ở Hợp Phì đã phá vỡ giá trị cực trị. Từ 20 giờ ngày 30 tháng 8 đến 14 giờ ngày 31 tháng 8, khu đô thị Hợp Phì có lượng mưa 239,5mm, đứng đầu về lượng mưa ngày kể từ khi khu đô thị này có hồ sơ khí tượng. Các nhánh sông Nam Phi, Bái Phong Lạc, Hàng Phụ và Nam Phước đều vượt quá mức cảnh báo. Cả hồ chứa Đông Phố và hồ chứa Đại Pháp Đình, hai hồ chứa chính ở thành phố Hợp Phì đều vượt quá giới hạn lũ. Vào lúc 20 giờ 10 phút tối ngày 31 tháng 8, cửa xả lũ Đông Đại Tự được mở và khu vực chứa lũ Đông Đại Tự ở huyện Lộc Giang bắt đầu tích trữ nước lũ. Theo cổng thông tin online của tỉnh An Huy, lúc 20 giờ 10 phút ngày 31 tháng 8, mực nước tại trạm thủy văn Đông Đại Tự và Tây Hà của chi nhánh quản lý Hồ Bạch Hồ, huyện Lộc Giang, thành phố Hợp Phì đạt mức 12,5m, cao hơn mực nước đảm bảo 0,6m. Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh An Huy đã ban hành lệnh tích lũ ở Đông Đại Vệ, đồng thời mở các cửa cống tích lũ, 65.000 ha đất màu mỡ sẽ bị nhấn chìm. Đây là lần chứa lũ thứ 7 trong lịch sử của Hồ Bạch Hồ. Theo dữ liệu, khu vực chứa lũ Đông Đại Vệ nằm ở huyện Lộc Giang với diện tích 65.000 ha đất canh tác và dung tích chứa lũ thiết kế là 230 triệu mét khối. Ngày 31 tháng 8 là lần thứ 2 kho chứa lũ Đông Đại Tự được mở và đây cũng là lần chứa lũ thứ 7 cho đến nay. Được biết, khu vực chứa lũ Đông Đại Tự thuộc khu vực chứa và giữ lũ ở lưu vực sông Dương Tử. Theo báo cáo, hơn 2.500 tình huống nguy hiểm thuộc nhiều loại khác nhau đã xảy ra tại 5 tỉnh ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, bao gồm 108 tình huống nguy hiểm trên kè chính của sông Dương Tử. Theo dự báo, trong 3 ngày tới, ở một số khu vực thuộc lưu vực sông Hoài Hà vẫn có mưa to đến rất to. Bị ảnh hưởng bởi điều này, dòng chính của thượng và trung lưu sông Hoài Hà vẫn ở trong tình trạng siêu cảnh báo. Một số sông vừa và nhỏ có thể gặp lũ lớn. Tại huyện Cố Chương, Tương Tây, tỉnh Hồ Nam, những ngày gần đây trời mưa liên tục. Sáng ngày 30 tháng 8, lại có một trận mưa xối xả khác đổ xuống đây gây lũ lụt, sạt lở đất trong khu vực. Nhiều tòa nhà dân cư bị cuốn trôi, đường xá bị cuốn trôi, thương vong và thiệt hại hiện chưa rõ. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, hiện tại 7 ngôi nhà ở làng Lâu Tử Trại, làng Lệ Gia Trại, làng Cửu Long và làng Long Bích ở làng Mộ Dung, thị trấn Mộ Dung, huyện Cố Chương và các đường phố của thị trấn Mộ Dung đã bị ngập lụt. Đường hầm xe lửa tại làng Mã Bình khiến tuyến đường sắt bị gián đoạn và tỉnh lộ S-229 bị gián đoạn do sạt lở đất và lũ lụt. Các đường phố của thị trấn Đan Khánh bị ngập lụt, các số liệu cụ thể về thiên tai đang được thống kê và số liệu ở các quận và thành phố khác cũng đang được thống kê. Theo Microblog chính thức của đường sắt Quảng Châu vào lúc 11 giờ 31 phút sáng ngày 30 tháng 8, mưa lớn đã khiến ngọn núi giữa Cổ Trương Hoàn Nhan và Long Bích Hội trên tuyến giao lưu bị trượt và sập, chôn vùi tuyến và ảnh hưởng đến giao thông chạy tàu. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán của tỉnh Tương Tây đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 3 trên toàn tiểu bang vào lúc 13 giờ. Cục khí tượng dự báo sẽ có mưa to hoặc mưa rất to ở một số khu vực phía Bắc Hồ Nam, Trung và Bắc Giang Tây, Bắc Phúc Kiến và Đông Bắc Quý Châu và một số khu vực khác sẽ có mưa to. Ngày 1 tháng 9 lúc 6 giờ sáng, một cảnh báo mưa bão màu xanh đã được đưa ra. Từ mấy ngày qua, cơn bão số 4 Kanu, cấp bão mạnh năm nay đã đổ bộ vào các tỉnh Hải Nam, Chiết Giang và Quảng Đông. Mưa liên tục gây ngập úng và thiệt hại nặng nề cho đất canh tác. Nhiều trường học ở Hải Nam đóng cửa, giao thông tắc nghẽn. Theo nan2.com, bão Kanu bắt đầu ảnh hưởng đến thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam vào 4 ngày trước và thành phố đã đưa ra cảnh báo đỏ về bão. Những chiếc thuyền trong khu thắng cảnh bãi biển Holiday đã ngừng hoạt động và sẽ được cố định vào bờ. Vào ngày 30 tháng 8, các trường học ở 11 thành phố và quận bao gồm thành phố Hải Khẩu,
thành phố Tam Á, thành phố Văn Xương và thành phố Huỳnh Hải ở tỉnh Hải Nam đã đóng cửa trong một ngày và toàn bộ thành phố Tam Á đóng cửa trong 2 ngày. Việc bán vé cho tuyến đường sắt cao tốc quanh đảo Hải Nam sẽ bị đình chỉ trong 3 ngày và tất cả các chuyến bay qua eo biển Quỳnh Châu sẽ bị đình chỉ. Trước đó có thể thấy màn hình chuyến bay điện tử tại sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu rằng hầu hết các chuyến bay đã bị hủy. Tính đến 11 giờ ngày 30 tháng 8, có 262 chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng khoảng 39.000 hành khách. Để chống lại lượng mưa lớn do cơn bão Kanu mang lại, hồ chứa Ngưu Lưu Linh ở Quỳnh Hải đã bắt đầu xả lũ trước thời hạn vào ngày tuần trước. Theo báo cáo của CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi Kanu vào lúc 3 giờ 40 phút sáng ngày 30 tháng 8, Đài quan sát khí tượng của quận Phổ Đà, Chu Sơn, Chiết Giang đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam. Từ sáng sớm, mưa lớn đổ xuống quận Phổ Đà, một số tuyến phố bị ngập, chỗ ngập sâu hơn 1 mét, người dân bị mắc kẹt, lượng mưa ở Đông Cương Nam Áo lên tới 540mm, cao nhất trong tỉnh, dẫn đến lũ lụt cục bộ. Bão đi đến đâu, một diện tích lúa lớn đổ dạp, ruộng đồng ngập úng gây thiên tai nặng nề, sau đó cano đổ bộ vào bờ biển huyện Từ Văn, tỉnh Quảng Đông, gây gió giật cấp 8 đến 10 độ ở thành phố Lôi Châu, kèm theo mưa to đến mưa rất to, mưa to cục bộ. Các loại cây trồng tại địa phương như mía, khoai lang, rau màu bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau, nhất là lúa đang giai đoạn làm đồng có thể dẫn đến giảm sản lượng. Do ảnh hưởng của bão Kanu đã khiến cho Quảng Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Thượng Hải và những nơi khác bị ảnh hưởng cũng sẽ có mưa hoặc thậm chí mưa lớn có thể gây ngập úng đô thị, lũ lụt trên núi, lở đất và các thảm họa khác. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!